Norng Chanphal, Monsieur Norng Chanphal, est-ce que vous pourriez nous indiquer si dans votre souvenir vous étiez libre de sortir de l'endroit où les enfants étaient assignés? Vous avez expliqué que vous aviez eu la possibilité de voir une femme, peut-être votre mère, à la fenêtre du deuxième étage du bâtiment. Est-ce que vous avez toujours eu la possibilité de vous déplacer? Ou bien est-ce qu'on vous avait indiqué qu'il y avait un endroit où vous deviez rester et ne pas bouger? Hay có ở miền dây còn mưa tại cả sai phần này mà mưa buộc nhom luôn hay khi các bạn mưa tôi quạt mưa chúng tôi chẳng bạn nhom đạp phần này mà thôi mà nào mình hay chặt tăng phía bên máu nhom lấy màn chiều qua rồi hốt bạn mais je sais pas si vous avez bien compris ma question. Est-ce que vous aviez la possibilité de vous déplacer et d'aller ailleurs qu'à l'arrière du bâtiment central? Si tant est que vous y étiez placé à l'arrière du bâtiment central. នៅមានអ្នកនៅធ្វើការនឹងມັນຕອນទ្វារចំហគុកនឹងគឺពួកខ្ញុំអត់មានបានដើរតាណាម៉ាណាបានទេគេនៅគេមើលនៅថាឲ្យនឹងគេនៅមើលពួកខ្ញុំនឹងតែលពេលទ្វារគុកចំហឲ្យស្ត្រីដែលបក់ដៃហៅខ្ញុំមកចេញទៅជាមួយគាត់ខ្ញុំអត់ទៅនឹងបានពេលស្ងប់ស្ងាត់បានខ្ញុំអាចដើរបាន Donc, c'est à ce moment-là, quand la grille est ouverte, que vous avez le souvenir d'avoir vu une femme au deuxième étage et le souvenir que c'était votre mère qui essayait de vous parler? Ou est-ce que c'est un épisode qui s'est passé avant l'ouverture de cette grille? Thì mỗi tập trai nó khi nhom khởi chỉ mặt đai khi nhom là lừa kì lừa bụi mặt tập trai mình đã đai mưa bụi khi nhom được hàng cào mắng cứ quạt hào khi nhom chèn từ nửa pê thuyền cục sầm hò hàng một con cào quạt hào khi nhom rớt từ chèn từ chỉ mũi còn còn tai khi nhom mặt prom chèn từ ấy khi nhom mặt vô sầm đua bạn je vais essayer peut-être de la clarifier. On parle d'une part de votre mère, d'autre part d'une femme qui vous a demandé de
partir et vous avez refusé de partir. Est-ce que dans votre souvenir, vous souvenez d'avoir vu votre mère avant cet épisode où cette femme vous demande de partir, ou est-ce que c'était après? ឬក៏លោកឃើញម្ដាយរបស់លោកបន្ទាប់ពីស្ត្រីនោះហៅលោកចេញអានចំណុចត្រង់នេះវាពេលដែលខ្ញុំឃើញម្ដាយខ្ញុំវាចុងក្រោយហ្នឹងកាលហ្នឹងវាទ្វារគុកយើងមិនតាន់ចំហទេអ្នកនៅយាមទ្វារគុកហ្នឹងក៏នៅដែរតរឡពេលម្ដាយខ្ញុំបាត់គាត់បាត់រហូតមកបានជាថ្ងៃក្រោយមកទៀតទេបានស្ត្រីចំណាស់ហ្នឹងពេលទ្វារគុកខាងមុខខាងក្រោយចំហហ្នឹងបានគាត់ហៅខ្ញុំចេញគឺម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងគាត់បាត់តាំងពីអ្នកធ្វើនៅធ្វើការក្នុងគុកហ្នឹងមិនទាន់មានចំហទ្វារគុកម៉េះបាទquand vous étiez à l'arrière du bâtiment est-ce que vous avez eu l'occasion de voir d'autres personnes que les gardes est-ce que vous avez entendu des choses est-ce que vous avez entendu des cris, des pleurs est-ce que vous avez entendu des choses particulières 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 ឬសំឡេងដែរតែឬសូម្ដងមកកាលហើយខ្ញុំពេលឬសំឡេងទៅខ្ញុំចោលទៅភ្នែកទៅរកមើលម្ចាស់សំឡេងហ្នឹងថាសម្លឹងទៅរកមើលបងអួយតែម្ដាយខ្ញុំឈរហ្នឹងគឺសំឡេងផ្ទុយពីកន្លែងដែលម្ដាយខ្ញុំឈរពីតាមបងអួយមកដោយសារឬសំឡេងម្ដងកាលខ្ញុំចែងទៅចោលភ្នែកមើលទៅរកមើលកន្លែងដែលម្ដាយខ្ញុំឈរហ្នឹងបាទJ'ai une dernière question à vous poser. Vous avez dit ce matin, si je ne me suis pas trompé, que la fratrie à laquelle vous appartenez était une fratrie de 7 enfants. Je voulais savoir si c'était bien le cas, effectivement, s'il y avait bien 7 enfants dans la fratrie, et si certains ont survécu, si vous avez eu des nouvelles de certains de vos frères et sœurs.ហើយតើបងប្អូនរបស់លោកទាំង7នាក់នោះមានអ្នកណាគាត់នៅរស់ដែរឬទេឬក៏លោកទទួលបានដំណឹងពីពួកគាត់ដែរឬទេបាទខ្ញុំមានបងប្អូន7នាក់ប៉ុន្តែដែលនាំមកជួបម្ដាយចូលក្នុងទួលស្លែងហ្នឹងចូលក្នុងទួលស្លែងតែ2នាក់បងប្អូនខ្ញុំទេហើយដែលបង5នាក់ទៀតគាត់នៅខាងក្រៅនៅសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដោយខ្ញុំអត់បានដឹងអត់បានចាំប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នពួកគាត់នៅរស់នៅរស់រៀនមានជីវិតដូចជាពលរដ្ឋទូទៅដែរបាទតែបាត់តបងស្រីម្នាក់ធំជាងគេបាត់នៅក្នុងចំនួនប៉ុលពតនោះបាទJe vous remercie beaucoup monsieur Norng Chanphal. Je n'ai pas d'autres questions à poser. សូមអរគុណច្រើនលោក Norng Chanphal ខ្ញុំអស់សំណួរសួរទៅកាន់ចាក់សីទៀតហើយសូមអរគុណលោកជាក្រុមផ្សេងទៀតមានទំនួលទេសូមចេញលោកជាក្រុមធូមនីសូមអរគុណលោកប្រធានលោកនងចន្ទផលលោកតើលោកអាចបញ្ជាក់យើងឡើងវិញបានទេថានៅពេលដែលលោកឃើញស្ត្រីម្នាក់ដែលលោកអះអាងថាជាម្ដាយរបស់លោកឈរនោះលោកបានឃើញប្រមាណដងដែលគាត់ឈរនៅចម្រឹងដែកមាត់បង្អួចហ្នឹងបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពេលដែលខ្ញុំចុះពីលើអាគារនៅពេលព្រឹកគេប្របែកខ្ញុំមកខាងក្រោយរោងជាងខាងក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមើលគាត់ឃើញតែម្ដងគាត់ពីអាក្រោមអាគារខាងក្រោយអាគារទៅលើបន្ទប់គាត់នឹងលើបង្អួចឃើញនៅលើបង្អួចហ្នឹងបាទកាន់បង្អួចហ្នឹងចឹងតើរយៈពេលប្រមាណដែរតាំងពីលោកបានឃើញម្ដាយលោកជាចុងក្រោយរហូតដល់ថ្ងៃដែលចុងក្រោយដែលគេ
lúc thả sở trầy mà nè, hai lúc ở tư dù mùi nó. Bà bê là khơi, bê là khơi mà đai khơi nhóm nó, khơi môn sở trầy nặng. Ta bê là chạp bì, khơi nhóm cho mà kháng răng khơi, ta quạt ở mặt đo nó, có lẽ khơi hồn. Sở trầy đã bỏ đại hào cho mưa phụ cho mấy hào trong trình từ hàng cao cục nó cứ hàng không cục nó miền sập hiệp ngập ngã đây hai cột khơi thuyền hai khi nhom khơi thuyền cục hàng một hàng khói chìm hò hai cột hào trong khi mặt prom trình từ đây mà còn luộc ai phải chạy bàn thế là dẹp pê bài và màn tới chạp pì pê để luộc khơi mà đại luộc hay năng dẹp pê để cái hai luộc ở trình từ nắng và màn ngay và màn khái và khiêm sôm chỉ mới tha khiêm bắt chạm bàn hoặc khiêm đằng khmer pe bắt đằng pì dạ pe bàn má này mà đặt bàn kịch tha via du được cả chạm sầm lúa mùi tiết nước pe đã lục áng tha miền con tôm miền con tôm Việt Nam hay nằng miền khmer kha đại từ dọc lục pì khlong mình ti cục tua slide nắng máu hay dọc lục từ bẹt ta cả dọc pi tua slide từ bẹt nó cứ dọc từ không thay từ muối nó cứ co lon mang và màn thay bàn dọc từ bẹt bà đã miên còn to pi nẹn nó mà đảm bài phụ nhầm hôm ấy xu nhầm hai nó được chuẩn bị pi kháng bốn ai tập pi là bật lang đi co bật lang thay bật thóc cho bạn bàn chạm đá bàn miền tọp mọc tràn cái đá bình khang khăn ông cục năng hay miền nẹ khá là cái mở dơ phục nhóm hay nẹ khá là cái đá mưu bình khang khăn ông cục năng lúc ai bị chạy bàn ấy thả nơi phê đại kỳ dọc lúc tới phê nó dọc tranh bì tù xoay nâng tới phê tầm mặt nón rồi có phần màn thang ngay cả lòng mà bàn nơi bị cái dọc phụ nhóm trên bị cục nó cứ dọc từ tập pet nó thèm đoan bản lại phụ nhóm miền tập hiệp miền thôn sâu ai miền đôi trong đặt chờ là dân tầng họ ọt à ha bạn ơi lúc sầm ra nơi mình ti pet sầm phục trong nó rịa pe và man tới chạm bàn nơi chạm bàn tha ắt nhìn chạm ngày khai bán đôi tha châu tàu nắng corona khơi tha phục nhóm sầu sầm rạn nằng hai miền miền con tàu kêu buộc là miền khmer dương là miền chi chun dương nắng hay nắng tàu Việt Nam là nắng bàn miền được buộc nắng hay có bàn đỏ tì tăng vì con tàu đỏ vì cái lái anh pet nắng máu bàn mà đầu nắng chấm cà đông dương hai chấm cà đông dương nắng khả năng cao này bạn mình nhau mà nơi chúng mua tòa Việt Nam mất tiền lúc nơi chúng mua con tòa Việt Nam phải chưa phần màn tới rịa phê phần màn khai phần màn chân nắm bạn nhầm ọt bàn chạm phê với lý đề bàn đài khoan thạ nơi còn mua con tòa Việt Nam có một bàn dù phần màn đây đòi con tòa Việt Nam kia đỏ tích khác này khác đâu hai lục tàng cá nhân đá có ban tàu sơn la phong bị phụ nhóm nắng dọc một ruộng nơi có bài tè quạt nắng đòi miền thật tây mình đã chui mưa nắng hay còn miền con pi nhẹ phong đá chui mưa phụ nhóm thái toàn phụ nhóm nắng hay ai phụ nhóm nắng riêng lâu sơn la riêng vật có nắng bạn cuốn lục thiến sông nô xin được cho cầm giao tài khoản số một con lục bạch thiền nơi pi lục nơi ruộng bài lục mi squal nè đầm bài nó chung mua dây sau ấy và sông chụp điệp tha nhom sông bay ra
អាយ៉ាសូវចាំបងហើយខ្ញុំអត់មានចាំគាត់ថាគាត់អ្នកណាំបាយទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមិនហ៊ានសួរគាត់ផងខ្លាចគាត់ទៀតខ្ញុំអត់បានស្គាល់ឈ្មោះគាត់ទេនៅពេលលោកនៅរោងបាយនោះលោកមានបានជួបក្មេងពីរនាក់ឯងដែលគាត់ថាជាកូនលោកឈ្មោះចេងអនកូនប្រុសពីរនាក់មិនមែនប្រុសពីរនាក់ប៉ុន្តែ ហើយប៉ុនប៉ុនលោកដែលការណោះជំនន់នោះបាទពេលឡើងមកហ្នឹងដូចខ្ញុំអត់មានបានឃើញក្មេងកណាក្រៅពីពួកខ្ញុំទេឃើញតែពួកខ្ញុំ5នាក់ហ្នឹងមកហើយបងស្រីម្នាក់ស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់ហ្នឹងមើលពួកខ្ញុំហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានឃើញក្មេងណាទីដតីទៀតទេសូមអរគុណលោកលោកធាន បាទជាកិច្ចបន្តនេះសូមអគុណវិទ្យាជូនទៅសហប្រញ្ញាបើសិនជាមានសំណួរអ្វីត្រូវសួរដល់សាក់សីដែលត្រូវរៀនមានជីវិតរបស់នេះសូមអញ្ជើញអរគុណលោកប្រធានអង្គជំនុំជម្រះ ហើយក៏សូមអរគុណផងដែរលោកនងច័ន្ទផលដែលបានអញ្ជើញមករៀបរាប់នៅខ្សែជីវិតដ៏ឈឺចាប់របស់លោកជូនអង្គជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃនេះសំណួរទី1សូមសួរលោកថាតើនៅពេលណាដែលលោកបានដឹងពីការបង្កើតសារាក្តីខ្មែរក្រហមនេះ ខ្ញុំ អត់ បាន ចាំ ដែរ ព្រោះ ដោយ សារ ការ ងារ ខ្ញុំ វា នៅ ឆ្ងាយ ពី ទី ប្រជុំ ជន ហើយ ខ្ញុំ បាន ដឹង ចុង ក្រោយ ថា នៅ ថ្ងៃ ទី គី បិត សៅ អា បិត អា គី បិត ការ ទទួល ពាក្យ ហ្នឹង បាន ខ្ញុំ វា យឺត ពេល បាទ អរគុណ លោក សំណួរ ទី 2 ថាតើលោកដែលធ្លាប់បានត្រូវសម្ភាសដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាទេ បាទធ្លាប់បានសម្ភាសតាមមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាពិតមែន ហើយនឹងអ្នកកាសែតដទៃទៀតក៏បានសាកសួរខ្ញុំអំពីរឿងទួលស្លែងជាច្រើន តាំងពី ឆ្នាំ 79 រហូត មកដល់ បច្ចុប្បន្ន តែក្រោយមកខ្ញុំ មានការលំបាកក្នុងការជួបអ្នកកាសែតគេសួរច្រើនពេកទើបតែចិត្តបិទសាវនាការចិត្តតែគេទៅលេងទទួលពាក្យនេះហើយបានជាខ្ញុំយឺតពេលបាទខ្ញុំដាក់ពាក្យនោះខ្ញុំមកយឺតពេលអរគុណលោកសំណួរទី3សួរថាតើលោកធ្លាប់ដែលបានឃើញរូបភាពហើយនិងភាពយន្តដែលកងទ័ពវៀតណាមនឹងបានថតនៅក្នុងការចូលមកដល់ ទីក្រុងភ្នំពេញហើយជាពិសេសបានទៅដល់សារមន្ទីរទួលស្លែងទាំងទេលោកបាទពីមុនមកខ្ញុំអត់ដឹងថាមានខ្សែភាពយន្តនឹងទេហើយតែពួកខ្ញុំនឹងទៅរស់នៅជាមួយលោកតាកែងចណានហ្នឹងហើយយកដាក់ខ្ញុំកម្មការព្រៀងក៏អត់បានដឹងដែរទើបតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបានឃើញនៅ មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគេមានហើយនៅក៏ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយនៅប៉ុស្តិ៍ CNN ហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញមែនបាទហើយប៉ុស្តិ៍ CNN ក៏បានទៅសម្ភាសខ្ញុំដល់កន្លែងការងារនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែរអរគុណលោកនៅក្នុងភាពយន្តនោះតើលោកមានបានសម្គាល់ឃើញថានៅក្នុងនោះមានរូបភាពរបស់លោកប្អូនៗរបស់លោកហើយនឹងក្មេងដទៃទៀតដែលលោកបានរៀបរាប់ ជូនអង្គជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃនេះទេបាទខ្ញុំបានឃើញក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងហើយមកជាមួយខ្ញុំ 5 នាក់ហ្នឹងបានឃើញហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងម្នាក់ដែលស្លាប់នោះស្លាប់ហើយប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំសូមឆ្លើយម្ដងទៀតដោយច្រឡំខ្ញុំបានឃើញរូបភាពហ្នឹងហើយហើយនឹងឃើញពួកខ្ញុំហ្នឹងហើយប្អូនខ្ញុំហើយនិងក្រុមក្មេង 3 នាក់ទៀតហ្នឹងបាទ តែបច្ចុប្បន្ននៅសល់ចេញមកប្រកាសថ្ងៃបែកហ្នឹងនៅសល់ 4 នាក់
hay pi nẹt tiết các bạn từ chuyên chuyện là mong xa lưu sâu sông từ chỉ cầu những chớ mày nẹt tiết các bạn bật đã ắt mình nằm nắng nếu không là chạm đôi câu mà sẽ cứu thế độ bạn nếu chết bẹ cả mệt bật ở côn lốc chụp ra sân ba khnhom bằng hai cái rụp thọt môi sần lật để khnhom ban yộc chênh bị khnông sai phép yon nu dùng một chun lục mới ta lục ai chẳng ở bằng hai thả ta rụp nam mũi chỉ rụp được bọt lục ôn được bọt lục nâng khmer khmer đã ban tổ riêng mình chỉ biết nâng bên ban đấy mình vô kia sai video tế kia nó kia rụp thoát mũi sẵn lật để ban phát đặt tranh bị khăn sai phép dồn nâng đâm bay màu chun chun rô cua để ban nâng xe xo bị ca sạp nâng đâm bay mọc bằng chạm bằng thaym thả ta chôn rung cổ nâng bất chìa bàn sqol thả rụp phiếp nâng để bàn thọt đòi còn tổ Việt Nam nâng chia rụp rồi bọc luôn đà rửa tề mình bàn dục phiếp dồn chàng mù lê cứ dục để rụp phiếp môi sẵn lắc để bằng hai bì khmênh khmênh chàng buôn pram nẹ nâng bà mình tự vì các việc đấy ở trong miền mà tệ dự bỏ là bây giờ không chơi Oui, Monsieur le Président, il paraît tout à fait intolérable que ne serait-ce qu'une photo des séquences vidéo soient produites maintenant, dans la mesure où votre juridiction tout à l'heure a indiqué qu'elle n'avait pas statué sur la question de savoir si ces séquences vidéo devaient être produites devant la Chambre. Alors, Monsieur le Procureur, aujourd'hui, on parle d'une photo simplement. Mais à partir du moment où cette photo est extraite de ces vidéos, il me paraît tout à fait impossible que cette photo soit produite. Sai video. Đối với nơi hỏi person bà thưa đối với nó mến cứ nhầm kết tha dương mình ai thưa ta bà nội tề. Chúng tôi là bà mê vì cả vì cái đây miền bà sật thập hiệp cả lực lượng này trầm trớ vô tôi bây giờ này mùi cả đói có chi video đài ông chùm rẽ mình toàn xâm rạch thà trời lực dược một đánh đầu nô đài bà này thà tiền sông nâng anh cứ mình toàn bàn đánh đầu tí đối với nơi hàng thạ vì nhá cứ đồ nữ cả xua này kia viên cứ cả xua bẹp pon cho mình nâng dài video đây ông chủ mới mình toàn bàn sầm rạch sẽ cái đây là lấy không cả thả đặng đánh đau là chụp bộ một ông chủ mới rồi có ọt đâu bạn học quân ở sầm đu bàn to tiết chun lộc nông chăn phó nực nông để dẹp để lộc sạn nơi nông tuôn sài nâng mình tì sơn sọc nâng ถ้าตาโลกเมียนบานได้จูบตาตาให้หนึ่งเนี่ยทอดเนี่ยกูรูปเชียงจุกจุลมาซินนาตินุได้เต้ขนมเยเปได้โลกบานสนะนาตินุให้หนึ่งรถเลยหนึ่งยำใบนาตินุบานส่งยมเรียบบานขย่มนู่นไม่ไม่นู่นชอมานู่นกลางกุยมานู่นกันไล่มาคางนู่นใบตรงจุกนี่ให้จ่าจ่านั่นนู่นก่อนนู่นคางสดามได้นู่นกราคีตีปีขย่มก็เลยเบื่อเคยแต่ปีจำง่ายขย่มอัดบานสกอลดานามันเนี่ยดีกลายมาไงรึดอนั่งขย่มนู่นก็มากับปีก็ลาตีปีนั่งขย่มก็บานดาวตะลิงมาดมน้องให้ขย่มก็สกอลทานี่เชี่ยบองกุกได้ขย่มทะเลาะเมาให้ขย่มเกิดปราบฐานนี่เชี่ยกันไล่กุกให้ขย่มก็บานโจลเต้าโจลเต้าก็ยังปราบกิจทางขยมนักจิตขมิ้นสอบปีนังนักสอบมันนังให้บานสกอลตะกงนังตะกงกอดมันนังจิตเชียงขนอนังเชียงไอ้กอดนังรุ่งเชียงได้กอดบานปราบขยมทางเคยสอบเคยขยมมือหมดขยมขยมมือตะกอดลายปีจมง่ายมืออัดบ้าบันดาลกอดบาดกอดยมสกอลกอดดักการง่ายใบหายบัดอคุณลงนกแกนพอลประสันบะองจุมนุมจุมเรียโยกแพนตีตีตังรบบสระมันตีตัวสลายได้ขี้อัตยตะกุกมันตีซาวภัยมวยจูนโลกเมือตาโลกไอไอจังอลบังไฮจูนองจุมนุมจุมเรียถาเตาตาตีนากันไลน้าได้กิโยกโลกมาได้รบโลกหนึ่งโอนโอนน้องดอลมุนเก๋ใครกราบปีกิทอดรูปรวยน้องตากิโยกโลกมาได้โลกหนึ่งโอนโอนโจลแต่
căn tí tăng à kia nà muối tam để lục ai chọn trăm bàn nắng chun ong chấm chấm ra bên những bàn thế bà nhưng dùng điện thoại bàn nhưng score bà nhưng lấy trăm bàn chân sông lục anh nhà vì lục bờ thiên nằm bay ao khang sọt thật tu bằng hai nơi rụp hiệp tì tăng ruộng rồi bỏ sạ một tì tuột sài nhung đầm bay ao xã xây nâng ban chẳng ở bằng hai tì tăng tì gần lại nơi ca một đó nơi ca chập luôn bàn đấy bạn lộ chạm thế thà rụp hiệp nông biên lề ở bài xong qua là tạo thành nhàn giang mệnh đấy nông nôm đem biên lệch đi 40 lệch sai sập trăm xong tổng rút hiếp nâng ông chấm nôn mà đây khang ca gia lai xã về nhà nó thua bàn chun lộc chun mây nưng trong ao bằng hai mà đong ruộng bằng hai để tì tăng rùm để thọt về lời ạ cả nưng để miền lệ đi sai sập rầm tre muối nhưng tre muối tiệt tre thua bàn bằng hai quạt bị khai muốn hay để miền lời e o n number nưng lịch xôn, lịch xôn, lịch muối, lịch bạm buôn, lịch bạm, lịch bay, lịch bạm pí, lịch bay. Một trái này sát tu, trang này rụp hiệp, mỗi đề mình lịch yếu ấn xôn xôn, đọc bạm buôn, hạ bay chặt sắp bay, đại chia rụp hiệp bằng hai vị tí tăng này mình tì so và phê mùi. Lúc bà đất mơ lúc khơi nít kia tí tăng ạ kia nâng nây xa rạm bần tì tuôn slide chẳng mũ để thọt bì lời ạ cá hay ạ để đạ xo phênh đai kia bằng ớ cư ạ kia có ạ kia cắt ở tầng nó cứ ạ kia khó ạ kia mùi tiết nít cứ ạ kia cố hay ạ xo đi nó ạ xo khổ hay à kia gần đà nó à xó ngủ thật ta ti tăng na muối đe kia vô lốt mà đài lốt hay đừng ồn ồn nó chốt một chôn một đòn bồn kì nơi phần này hàng cầm nó cứ chia hàng cầm cứ phía thông bạch cho bọn nâng bạn đi cần lành con prui mùi tui nó cứ chia cầm phía mục bạch cho bọn nâng nơi sẽ ra một tí tùa slide nâng ta thay đồng bông này vô một đó chôn nó lại ná trong bàn nơi chạm bàn tha bê là cho bia rụt dưỡng nắng cái trời bình chung của nhóm chôn nông bà râu kháng mộc nắng miền chung chàng bò xó hay miền cầm ra ất cà râu nắng miền nẹ thọt nâu nắng miền nẹ thọt ở đằng tháp màn đấy, ở chạm màn đấy, bạn ta miền nhẹ thọt, còi mỏ chanh bị khăn ông máu, có chanh mỏ mỏ chanh mỏ kháng sơn nam bro nằng, đa kháng sơn nam mất tầm rong tàu à kia, bà chợ bón à kia nấy bà tam kia mưa khăn ông đi khơi chia chia so xe, chồ chân đá hay bạn bọt mỏ chuối làng chân đá, tàu chuẩn tì muối chuẩn tì pì bà đài bà thấy nằng bật tụt tì pì nằng bà đài kia nằng khăn ông à kia xe nằng bật tụt tì pì chuẩn tì pì bật tụt tì pì bà cho xâm nụ xâm bần to mùi tiết chun lốc thật ta cần lại để lộp bàn tại nhà bài nâng rốt hay nâng sạc nâu kháng khao để lộp bàn tiệm rộp chun ong chùm lông dùm đẹp nâng này kháng nà này à kia tiền trăm nâng bà nhìn xong chùm điệp thà nâu khăn ông
ពេលខ្ញុំនៅចុះទៅខាងក្រៅរោងជាងហ្នឹងគឺនៅខាងខាងក្រៅជ្រុងជ្រុងខាងលិចនៃអាគារសែមឈៀងបន្តិចគឺនៅខ្ញុំអាចមើលឃើញចន្លោះទ្វារហ្នឹងមកវាសឹងថាខ្ញុំនៅចំពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែវានៅគៀកត្រង់ជ្រូកនៅបែរត្រង់ជ្រូកជាងគេដោយសារខ្ញុំមើលទៅបន្ទប់ទី2អាគារសសេនេះខ្ញុំមើលឃើញហើយខ្ញុំមើលទៅខាងស្ដាំឃើញមើលឃើញទៅតាតាចាស់ចាស់មានរោងជាងនៅកន្លែងធ្វើជាងហ្នឹងឃើញមានដំអីភេងភោងហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់ធ្វើអីខ្លះនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំហ្នឹងវារោងជាងហ្នឹងវានៅក្រោយនឹងអាគារ B ហ្នឹងអរគុណលោកនងចាន់ផលដែលលោកបានរៀបរាប់នៅការចងចាំរបស់លោកត្រុសជួនអង្គជំនុំជម្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំអស់សំណួរអរគុណលោកប្រធានអង្គជំនុំជម្រះខ្ញុំនឹងជួននេតិបន្ទាប់ទៅសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញដំណើរថាវិរញ្ញាអន្តរជាតិThank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. Norng Chanphal. Some chibib suo luk nong Chanphal. Just continuing on with my colleague's questions. You stated that the workshop that you stayed in was behind building C to the west. Ban nou nu ko than nou khang krao ya kia C nou khang lai close to the workshop. Som 21 nu ko nou chit rong chieng nung kra rong chieng nou khang krao men ru te.បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាបាទអាគារនឹងមួយមកមានលបងហ្នឹងហើយលបងលួសសំណាញ់នឹងជាច្រើនជាន់ណាបាទជាស្មុកស្មាញសំណាញ់នឹងវាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃហើយបន្ទាប់ពីលបងហ្នឹងមកគឺរោងជាងខាងក្រោយហ្នឹងបាទពិតមែនបាទAnd after the workshop to the outer fence of F21 on the west side,នៅខាងលិចនោះតើតើមានច្រកទ្វារចេញពីខាងលិចទៅកន្លែងនោះដែរឬទេពីស21ខាងក្នុងទៅនោះបាទសំណួរនេះម្ដងទៀតដោយថានៅខាងរោងជាងហើយក៏សួរខាងនៅក្នុងបរិវេណបាទគុកនោះ You said that the workshop was behind buildings រោងជាងនៅខាងក្រោយអាគារ To the west of the workshop ក៏ខាងនៅខាងលិចនៃរោងជាងតាតាមានច្រកវា The compound of S21បាទមានច្រកចេញពីបរិវេណស21ហ្នឹងទៅកន្លែងនោះដែរឬទេបាទនៅខាងក្រោយនោះបាទតាមខ្ញុំមើលទៅជាវាលហើយមានដើមដូចជាដើមពេលទឹកដើមស្វាយហើយខ្ញុំអត់បានចាំដែរថាវាមានច្រកចេញខាងក្រៅទៀតក៏អត់ដឹងដែរខ្ញុំអត់បានចាំបានទេ And in answer to Judge Laverne's question you said that you think you left របស់ចៅក្រមល្វែងលោកប្រាប់ថាលោកបានចេញ gate at the east of S21 ច្រកទ្វារមួយខាង that you left to the west of S21 when you left with the Vietnamese នៅពេលដែលលោកចាក់ចេញជាមួយវៀតណាមនោះថាតើចេញច្រកខាងកើតឬក៏ខាងលិចបាទចំពោះទ្វារខាងលិចគឺអត់ខ្ញុំអត់ដឹងថាមានទ្វារខាងលិចទេប៉ុន្តែដឹងថាខាងគុកខាងមុខគុកខាងកើតនោះមានមួយខាងក្រោយគុកមានមួយប៉ុន្តែខាងក្រោយមិនដឹងថាខាងលិចខាងណាខ្ញុំអត់ចាំបានដែរមិនដឹងថាមានទ្វារពីរខាងក្រោយមានទ្វារមួយខាងមុខមានទ្វារមួយហើយពេលចេញមកហ្នឹងខ្ញុំជិះឡានហ្នឹងវាមានតបវៀតណាមហើយតបណាក់សេខ្មែរយើងគេថាតបណាក់សេខ្ញុំនិយាយថាតាមគេទៅបច្ចុប្បន្នហើយខ្ញុំបានឡើងជិះឡានហ្នឹងមនុស្សច្រើនរួមខ្ញុំអ៊ូអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាឡានហ្នឹងវាបត់ទៅឆ្វេងឬក៏ស្ដាំទេហើយយកខ្ញុំមកចូលមន្ទីរពេទ្យបច្ចុប្បន្ននៅចាំបានឥឡូវពេទ្យសម្ភពក្រុងយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃបានThank you. Can you be sure whether you left S21 from the front gate or the back gate, or are you uncertain? ខ្លងទ្វារខាងមុខឬខាងក្រោយបាទតើច្បាស់ប្រកបណាមួយបាទបាទខ្ញុំប្រកបណាបាទចេញតាមទ្វារខាងមុខបាទដោយគេបីពួកខ្ញុំនឹងចេញពីខាងរោងជាងខាងក្រោយទៅដើរទៅខាងមុខហើយឡើងឡានតែម្ដងមិនដឹងថាគ្រាន់តែអត់ដឹងថាបត់ទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងគុកទេខ្ញុំអត់បានចាំThank you.
Thank you. Mr. Norng Chanphal, you were asked by the trial chamber whether you had any evidence to show that your father was in fact arrested and taken to S21. I would like to show you a document. It's E5/12/1, ERN number in Khmer is 0028. Mr. Norng Chanphal, this is a prison biography, prisoner biography from S21. Can you look at the name of the person? And can you look at the other details in relation to the person? And can you tell the court whether that's the person that you know? ខ្ញុំកាលពីនៅក្មេងខ្ញុំអត់អានចេះអក្សរអត់បានរៀនសូត្រទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នខ្ញុំចេះខ្ញុំអាចអានអក្សរខ្មែរបានល្អខ្ញុំដឹងថានេះពិតជាប្រវត្តិរូបរបស់ពុកខ្ញុំមែនដោយថាមានគាត់មានឈ្មោះមានម្ដាយមានយាយហើយជាពិសេសនៅភូមិឃុំស្រុកខ្ញុំនៅតែម្ដងដោយភូមិដែលខ្ញុំស្រុកកំណើតដែលខ្ញុំកើតជានោះនៅស្រុកភូមិដំណាក់ស្នួលឃុំស្រែក្នុងស្រុកឈូក បាទនឹងពិតមែនបាទហើយឈ្មោះឪពុកម្ដាយខ្ញុំនឹងត្រូវទៀតហើយជាទីកន្លែងដែលគាត់រស់នៅនោះគឺកន្លែងដែលគេអាកំណត់រទេះភ្លើងមែនគឺជាសហគមន៍មួយមានរោងម៉ាស៊ីនអាឈើច្រើនអាឈើគោរាប់ម៉ឺនម៉ែត្រគូបនៅតំបន់នៅផ្សុកភូមិត្រែងយឹងបាទ Thank you, Your Honours. Just for the record, that's a prisoner biography from S21. Thank you, Mr. Chanphal, for coming to court today. I have no further questions, John. ហើយជាកិច្ចបន្តនេះគឺដល់វេទិការបស់មេធាវីកាពីក្តីហើយលើនេះលោកមេធាវីហងមេធាវីកាពីក្តីតើមានសំណួរអ្វីត្រូវសួរណានៃមេធាវីអ្នកតំណាងដើមមិនដឹងរដ្ឋបាលនេះតើមានសំណួរអ្វីចង់សួរដល់សាក្សីរូបនេះដែរឬទេបើមានសូមអញ្ជើញក្រុមណាមុនក្រុមមួយ Good afternoon, Your Honor. We would ask leave from the chamber. We understand that this witness is not a civil party technically, but a witness. Nevertheless, we have an arrangement on this side of the room, and I'm grateful to my colleagues who agreed to have our group asking questions for half an hour. So I would request your leave to go with that arrangement. គ្នាខ្ញុំនេះរៀបចំបាននៅឥឡូវអញ្ជើញអ្នកណាសួរមុនលើនឹងមានពេលវេលា 40 នាទីណាសរុប Thank you Mr. President Good afternoon Mr. Norng Chanphal Let me tell you first on behalf of
of my group that we really are grateful for you to have come today, and we do understand that it's not easy, and I will try to be as short as I can with my questions. I just would like to clarify a few matters. First of all, Mr. Chanphal, you explained to us that after your father was arrested, you stayed with your mother and your little brother, and then you told us that your mother basically was waiting for your father. Can you tell us, sir, if your mother inquired, did she try to inquire about the whereabouts of your father during the time she was waiting for him? ខ្ញុំមានតែខ្ញុំឯងសួររកសួររកឪពុកខ្ញុំទោះថាម៉ែមិនដឹងថ្ងៃណាបានឪពុកខ្ញុំគាត់ត្រឡប់មកវិញដែលខ្ញុំគាត់មានការព្រួយបារម្ភគាត់ថាមិនដឹងជាថ្ងៃណាទេបើចាំចេះតែពេលយូរមកហើយហើយម្ដាយខ្ញុំគាត់មានដែលហ៊ានសួរនរណាក្រៅពីអ្នកដែលគាត់ស្គាល់ហ្នឹងឯងទីមួយគាត់កាលណាគាត់ស្គាល់ច្បាស់បានគាត់ហ៊ានសួរអ្នកណាដែលអត់ស្គាល់ច្បាស់ក៏អត់ហ៊ានសួរគេទេហើយខ្ញុំចេះតែសួរទៅគាត់តតរៀងមក
you know why she didn't ask anybody else at that time? លោកដឹងទេហើយអ្វីបានជាគាត់មិនទៅសួរគេឯងនៅពេលនោះណាខ្ញុំអត់បានដឹងដែរដោយសារម្ដាយខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចឲ្យដឹងគាត់មានព្រួយបារម្ភរឿងអីខ្ញុំអត់ដឹងដែរដោយសារពេលដែលខ្ញុំសួរទៅគាត់ហាក់បីដូចជាគ្មានហ៊ានសួរអ្នកណាផ្សេងទៀតដែរក្រៅពីអ្នកស្គាល់គាត់And then you told us, and I just want to clarify that, when you arrived with your mother at Tulsleng, and you were asked about what happened to your mother, who was sick at the time, as you said, and you said, and I quote you, you said that they pushed her, she's your mother, they pushed her back and forth, and she was terrified. Let me ask you this, was your mother hit at the time she arrived at Tulsleng and the photograph was being taken? ខ្ញុំចាំបាននៅដល់ទៅពេលខ្ញុំចុះពីលើរថយន្តទៅធម្មតាកាលពីខ្ញុំនៅស្រុកតែងយើងហ្នឹងគេមានតែគេនិយាយពាក្យល្អល្អប្រកាន់គាត់គេហៅម្ដាយខ្ញុំអ្នកមីងអ្នកមីងអញ្ចឹងដល់ទៅពេលគាត់ចូលទៅដងទួស្លែងហ្នឹងមានគេសម្លុតគាត់រុញច្រានគាត់អញ្ចឹងទៅឲ្យគាត់ឈរនៅមុខម៉ាស៊ីនថតខ្ញុំនៅចាំបានថាដូចមានដាក់អីពីមុខដូចជាម៉ាស៊ីនថតបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងហើយមានការរុញឲ្យគាត់ឈរឲ្យត្រង់ឈរឲ្យអីអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើមិនត្រូវដោយគាត់មានជំងឺហើមផងគាត់រុញគាត់ច្រានតលិចតកើតហើយយូរណាខ្ញុំឃើញគេរុញគាត់ចង់ដួលហើយទាញសក់គាត់មកក្រោយបាទមកដល់ចំណុចនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដែរថ្មីគេបានផ្ទះគាត់ហើយជនលោរជើងរត់ធាក់គាត់ផ្កាប់មុខទៅលើកំរាលអត់តម្រាំគាត់ធ្វើត្រូវ3 4ដងតម្រាំឈរគេថតហើយនឹងបានSo do you feel that I can carry on with my questions? I do not have too many questions, or do you like for me to request the chamber for you to take some minutes?
Now, you explained to the to this chamber that after you were separated from your mother, you were at the rear of the workshop with a woman who was looking after the children. And then later you explained very, very clearly how many children there were once this woman had left. At the end, when the woman had left, but it was not clear to me during the time you were at Tulslang with that woman in the rear of that workshop, how many children were there with that woman, if you can remember? I would like to ask you, And so just to clarify, because you spoke about a woman who was looking after the children in that place, and then you spoke as well about a woman who left at the end and asked you to come with you, but she didn't come. Are we talking about the same woman? Mưu buộc nhóm đang hái đại quạt hà buộc nhóm tranh ao từ rốt tranh từ chùm mũi quạt đào nhóm kết thả khai mà đai nhóm ruột nhóm mình khơi bạc nhóm ắt rồng tàu nhóm sọc chặt nơi chầm nơi khẳng cai nơi đặt đai là bạn. And when the woman left, and I understand that you didn't go with her, did she leave with anyone? With any children? But khyom at nơi at ban cham da đôi tha khơi ta quạt chanh ta pi khyom phật khyom rut chanh ta đo chợ thuê khang cai chanh ta châu ta khnong cục nung. Khyom at ban mưa tới bục tỏ tiết đấy, đôi khmer khơi nà nà thế, khyom ban rut bỏ khang cai bên nhật đài, at miền rut ta tam co at đi bạn. Now I just want to clarify a few things you told the judges. Judge Laverne asked you if you heard anything, and you told him that you heard sound. Which kind of sound did you hear? Which kind of sound was it? Sound was it? ឬសំឡេងហ្នឹងហើយខ្ញុំចោលភ្នែកមករកមើលដែលបន្ទប់ដែលម៉ែខ្ញុំឈរកត់ឈរតោងចម្រឹងដៃទាំងពីរមកមើលមកខ្ញុំគាត់ពេលដែលខ្ញុំឮសំឡេងហ្នឹងខ្ញុំចោលភ្នែកទៅមើលរកម្ដាយខ្ញុំនៅលើបន្ទប់ហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំឮសំឡេងហ្នឹងខ្ញុំចោលភ្នែកទៅមើលរកម្ដាយខ្ញុំនៅលើបន្ទប់ហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំមើលតើអត់ឃើញម្ដាយខ្ញុំនៅលើតែសម្រែកបណ្ដឹងសម្រែកហ្នឹងចេញពីលវើយពីក្នុងអាគ
And so just to clarify, because of the interpretation, I just want to be completely clear, is that the position that you heard that sound more than one once from time to time, so you heard that sound several times, is that correct? បាទត្រឹមត្រូវព្រោះពេលខ្ញុំនៅអង្គុយនៅខាងក្រោយត្រង់ជ្រូកខាងក្រោយរោងជាងខាងក្រោយហ្នឹងជួនកាលខ្ញុំឮសំឡេងម្ដងឬក៏ពីរដងខ្ញុំតែងតែក្រឡេកទៅរមើលតែប្រអួតដែលម៉ែខ្ញុំតោងចម្រឹងប្រអួតមើលមកពួកខ្ញុំហ្នឹងAnd at the time you were at the rear of the workshop, looked after by that woman, did you see any prisoners? And did you see And then answering a question, you said that later a worker who was a blacksmith told you that he, the blacksmith, had seen you
during in S21 in Tul Slang. Do you remember the name of that blacksmith who told you that? Cham chieng dai nu dai ru te ba chieng ba khnyom nai cham chieng nu kwat chi chieng kwat prab khnyom tha kwat chi chieng dam khnyoh khnoh kraoy pe ngai romdoh kwat chum chuop kwat kwat pra tha kwat chi chieng khnoh dam dai nu khang kraoy rung chieng nang kwat ban khoeng puok khnyom dae hai khnyom ka muer ta kwat dae pantae khnyom ot ban da ta chit kwat te doy mien ki ham pram ot ai da ta na na khnyom muer khoeng tae chah chah mưa tới bị chừng ngày khơi và hai chữ buồn nè đó khi mình chăm mình chăm bám mà còn là khơi cha cha bạn là ta cùng nắng khi mình bài hai bạn chụp cọt đầu cọt đầu thơ xong ghế thơ cả đầu tu sải chỉ nè thái suôn là cọt miền chập hiệp cha chùa ria miền tây này and just to be completely clear is Takun the shackle maker is that correct mình chạy bằng bao ta tạc cung nâng quạt chuyện nhẹ thơ vơ khó rồi dạng mệt khó chứ mà bà xong chạy thà quạt bạp nhóm nâng vì cả vì nhóm nơi khó nông tu nơi khó nông rung chiên khẳng cao ấy nâng một ngày hôm đó nâng nhóm cái lấy khơi tớ quạt miền khơi quạt thơ ca thoa mặt đá đủ chạy chiên mưa bị chồng ngài miền cả đầm phong phang ấy dây lư ta bị cao ấy màu nâng nhóm chua quạt nâng ngay bài hai nâng nhóm ta lên tu sái mà chua quạt hay quạt cọt cọt nhom nhom ở bàn cọt cọt đáy mưa bị chầm ngái và cọt cọt nhom hay cọt hào nhom xù sọc tục thòi mặt đáy anh chăng từ cọt miền ca anh đã sâu đọt nhom miền chun lùi cạ đọt nhom hay đánh nhau nhom mộc cả lại của mà cầm riêng riêng thốt mình và bàn đăng bàn now so you spoke about a pile of clothes and you said that you hid in the pile of clothes and as well in some furniture if I understood you correctly do you know anything about this pile of clothes do you have any information about these clothes or not បើតាមខ្ញុំដឹងថាបើតាមខ្ញុំនៅចង់ចាំខ្ញុំដឹងថាវាជាកណាត់ខោអាវចាស់ចាស់ដែលគេបោះចោលហើយខ្ញុំមិនដឹងថាខោអាវជាខោអាវណាទេអត់ដឹងទេខ្ញុំដឹងតែឃើញតែប៉ុណ្្នឹងបាទ And later on were you told anything about that if at all ក្រោយមកតើគេមានប្រាប់លោកអំពីខោអាវនឹងដែរឬទេបាទដល់ឡាពេលខ្ញុំនៅកុមារកំព្រាបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំអសាមកលេងតកុងហ្នឹងក៏ចូលទៅលេងតកុងហ្នឹងទៅបានលីសូគេនិយាយថាខោអាវហ្នឹងសុទ្ធតែជាខោអាវអ្នកទូទេហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាអ្នកទូហ្នឹងដែរតទៅពេលហ្នឹងបានថាអ្នកទូហ្នឹងជាអ្នកណាគេថាអ្នកទូហ្នឹងហើយអ្នកមកទួស្រែងដូចឪពុកម្ដាយឯងគេយកមកសម្លាប់នៅទីនេះចឹងចឹងបាទខ្ញុំថាអូខោអាវនេះជាខោអាវអ្នកទូអ្នកទូហ្នឹងហើយជាអ្នករងទុកនៅក្នុងនឹងគេចាប់យកមកដូចជាពុកខ្ញុំអញ្ចឹងបាទ Now so I just have really two or three more questions and then I will be finished I just have a question you explained that you went around when the place was quiet at the end because you were looking for your mother and then you said that you went inside one room and you said that you saw someone lying in a bed did you see any wounds or anything else when you looked at that person lying in the bed លោកចាំដែរទេថាលោកបានឃើញនៅបន្ទប់និងឃើញមានរូបភាពអីនៅក្នុងបន្ទប់នោះបាទខ្ញុំនៅចាំបានថាទៅពេលស្ត្រីនោះហៅខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំអត់ព្រមចេញតលពីក្រោយមកស្ងាត់ស្ងប់អស់ចឹងខ្ញុំក៏រត់តាមអគារនឹងរត់តែពីមុខអគារទេអត់បានចូលទៅក្នុងអគារទេតោះដល់អគារទី1ទៅខ្ញុំអើតមើលឃើញពីចម្ងាយទៅគឺឃើញមនុស្សដូចជាមនុស្សប្រុសសម្រាននៅលើគ្រែនឹងហើយមិនដឹងថាគាត់ស្លាប់ឬក៏នៅទេប៉ុន្តែមើលឃើញទៅហាក់បីដូចជាមានរុយរោមអញ្ចឹងហើយសាច់ឈាមក៏ដូចបើតាមខ្ញុំធ្លាប់បានមើលគេបញ្ចាំងនៅក្នុងប៉ុស CNN គេថាកំបោចដាក់ទូសនោះវាប៉ិតមែនប៉ុន្តែមិនទាន់ហើមដូចពេលគេបញ្ចាំងនឹងទេឃើញមានរុយរោមអញ្ចឹងឯងខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំបានគេបោករត់ពីនឹងរត់មកចូលខាងក្រោយរោងជាងនឹងវិញ
And how did you feel at the time you were looking around and entering this room, if you can say? នៅពេលដែលលោកមើលបន្ទប់នឹងហើយមើលឃើញទៅលើព្រឹត្តិភាពយ៉ាងនោះនោះបាទខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចថាក្រែងមើលឃើញក្រែងឃើញខ្ញុំរត់ទៅនឹងម្នាក់ដែលដេកនៅលើក្រែនឹងរត់ហៅខ្ញុំឬហៅអីថាខ្ញុំដើរពីវាពីកាលអញ្ចឹងនៅគេខាមគាត់ពីមុនមកឲ្យដើរអញ្ចឹងតែឡើយខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងបាទខ្ញុំរត់មករកកន្លែងដើមវិញខ្ញុំមានការតក់ស្លុតរហូតដល់ខ្ញុំអត់ហ៊ានដើរតាតទៅទៀតនៅខាងក្រោយរោគជាងរហូតដល់ថ្ងៃវៀតណាមគេយកខ្ញុំចេញពីទីនោះបាន My last question, sir. Just to clarify, you explained that one of the kids died, one of the kids who were with you died, and you said that the ants were running into his mouth and his ears. Now, taking into account the context of what you said this morning, I don't have the exact words, but my understanding was that that kid died out of hunger. Is that correct? បាទខ្ញុំជម្រាបថានេះពិតជាត្រឹមត្រូវហើយដោយសារកាលជាមកមកជាមួយម្ដាយពួកគេនោះគេនៅជាក្មេង3នឹងដៃនៅនឹងម្ដោះម្ដាយដល់ទៅពេលគេទុកចោលខាងក្រោយគុកយូរទៅគ្នាអត់មានបានអីហូបហើយបញ្ចុកបបរដែលស្ត្រីម្នាក់នឹងចុកបបរក៏ដូចហាក់ដូចមានមិនតន់ចេះហូបបបរដល់ហើយហើយក្រោយមកហ្នឹងក៏បានស្លាប់ទៅដោយមានទុកចោលយូរទៅពីយំតស្អកយំតស្អកមែនតែនទៅលែងយំតលែងយំទៅបានឃើញមានសម្ោចវាចូលស្លឹកជាតិនឹងចូលច្មោះហើយខ្ញុំមិនដឹងថាវាតន់វាស្លាប់ទេតលពីកងទ័ពវៀតណាមចូលទៅថាងក្មេងនេះស្លាប់ហើយបានដឹងខ្ញុំដឹងតាមក្រោយគេដែរថាក្មេងនេះស្លាប់ហើយបាទខ្ញុំជម្រាបបានដឹង I'm very grateful for your answer and your time. I have no further questions. ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះពេលវេលារបស់លោកដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកស្រីចៅក្រមសូមអញ្ជើញលោកត្រីមេធាវីmerci monsieur le président.Bonjour, Monsieur Norng Chanphal, et tout d'abord, merci d'être là. Je voudrais vous poser quelques questions pour préciser des points que vous avez déjà abordés. Les suivantes. Premièrement, lorsque vous êtes arrivé à S21, votre mère a été photographiée. Mais est-ce que vous et votre frère vous avez été photographiés? ពេលគេថតម្ដាយហើយហ្នឹងពួកខ្ញុំអត់បានថតអីទាំងអស់ហើយប្អូនខ្ញុំហ្នឹងវាអត់មានទាន់ដឹងថាភ័យខ្លាចអីមែននៅពេលគេរុញម្ដាយខ្ញុំច្រានទៅគេទះតបគាត់ទៅគាត់ដួលកាប់មុខទៅលើកម្រាលឥដ្ឋហ្នឹងហើយប្អូនខ្ញុំក៏អត់ដឹងអីដែរវានៅរត់តែលេងធម្មតាអត់វាអត់ដឹងមានការភ័យខ្លាចអត់មានដឹងថាគេវាយម្ដាយទេមានតែខ្ញុំឯងដែលអាចដឹងហើយខ្ញុំមានភាពតក់ស្លុតនៅកន្លែងហ្នឹងLa première nuit que vous avez passée, vous avez pu être avec votre mère, votre frère dans une salle. Au deuxième étage du bâtiment, comme on identifie le bâtiment C. Est-ce que votre mère et vos frères vous étiez seuls dans la pièce ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec vous, hommes ou femmes? សូមជម្រាបថានៅបន្ទប់នោះតទីស្អាតមានតែពួកខ្ញុំហ្នឹងឡើងទៅទេម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងហើយព្រមទាំងស្ត្រី2នាក់ទៀតហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំនិងស្ត្រី2នាក់ទៀតហ្នឹង3នាក់ហើយនិងខ្ញុំក្មេងមិញ5នាក់មានតែប៉ុណ្្នឹងបន្ទប់ហ្នឹងហាក់បើដូចជាគ្មានសម្ភារៈអីសោះនៅតទីស្អាតទុកនៅខាងលើហ្នឹងLorsque vous avez vu votre mère une fois, de là où vous étiez, à la fenêtre
du bâtiment, est-ce qu'elle était seule à la fenêtre ou est-ce qu'il y avait d'autres femmes autour d'elle à la fenêtre? ម្ដាយលោកតែម្នាក់ឯងឬក៏មានស្ត្រីផ្សេងទៀតនៅក្បែរនោះដែរឬទេបាទសូមជម្រាបថាស្ត្រីពីរនាក់នោះអត់មានឃើញទេឃើញតែម្ដាយខ្ញុំម្នាក់ឯងគាត់សម្លឹងមកមើលពួកខ្ញុំហ្នឹងឃើញតែគាត់ម្នាក់ឯងJe crois que vous avez autant que possible essayé de revoir votre mère. Est-ce que vous gardez, quand vous regardiez vers ce bâtiment les autres fois, vous avez parfois vu d'autres femmes ou plus jamais personne? Hey, hey, look, meul teu tam rong tae tu nung rho teu le kia nung ta look ban khoeng manu nap sen tiet te kroy mok no. Ban da.ខ្ញុំសម្លឹងទៅលើបន្ទប់ដែលម្ដាយខ្ញុំឈរនោះនៅចម្រឹងពួចមួយបើកចំហមកខាងក្រោយអាគារនោះសម្លឹងមកមើលពួកខ្ញុំនោះខ្ញុំឃើញតែម្ដាយខ្ញុំចុងក្រោយតែម្ដងហ្នឹងហើយក្រៅវានឹងគ្មានឃើញនរណាទៀតទេឯ avez-vous d'autres personnes ou plus personne សំណួរតើលោកបានឃើញមនុស្សផ្សេងណាទៀតទេនៅបង្អួចនោះឬក៏មិនដែលឃើញអ្នកណាផ្សេងទៀតតទៅសោះនៅតាមបង្អួចនោះបាទបង្អួចដល់ដតេតេជន់ជន់ក្រោមក្រោមទៀតគឺអត់មានដែលបើកទ្វារទេបើកទ្វារតែអាបន្ទប់ដល់ម៉ែម្ដាយខ្ញុំគាត់ឈរមើលមកខ្ញុំហ្នឹងអាពេលតែបាត់ម្ដាយខ្ញុំបង្អួចហ្នឹងក៏អត់ទាន់បានបិទដែរនៅចំហអញ្ចឹងហើយខ្ញុំព្យាយាមមើលទៅអាបន្ទប់អាបង្អួចដែលគាត់ឈរហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ឃើញគាត់ប៉ុន្តែអាទ្វារបង្អួចហ្នឹងនៅតែបើកEst-ce que vous étiez, vous aviez donc 9 ans, est-ce que vous étiez l'enfant le plus âgé du groupe des 5 enfants? Durant la journée, est-ce que vous avez joué? Est-ce qu'on s'occupait de vous ou est-ce que vous avez travaillé? ប្រាប់ឲ្យស្រែកឲ្យថាកុំទៅនេះកុំទៅនោះខ្លាចនេះខ្លាចនោះហើយខ្ញុំមើលទៅស្ត្រីហ្នឹងហាក់បីដូចជាគាត់ហ្នឹងខ្លាចគេដែរខ្លាចអ្នកយាមអ្នកអីនោះដែរខ្ញុំមើលទៅអញ្ចឹងខ្ញុំតាំងពីគេឃើញម្ដាយរុញម្ដាយខ្ញុំនៅបន្ទប់ថតហ្នឹងខ្ញុំឃើញគេវាយគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងនេះច្បាស់ជាកន្លែងដឹងជាកន្លែងស្អីបើគេម្ដាយខ្ញុំគេធ្វើបាបគាត់ខ្ញុំកំពុងតែគិតភ័យរហូតមិនដឹងថាខ្ញុំនឹងទៅណាមកណាហើយខ្ញុំក៏មិនហ៊ានដើរទៅណាដែរដល់ឃើញគេធ្វើបាបម្ដាយអញ្ចឹងបាទ Enfin, pour revenir sur ce moment particulièrement pénible, à la libération, quand vous êtes retourné dans le bâtiment pour chercher votre mère, vous expliquez qu'après vous avez changé de bâtiment et puis des cadavres, on peut dire. Dans le premier bâtiment, quand vous avez cherché votre mère, est-ce que vous avez vu des gens vivants, morts ou absolument personne? បាទដល់ពេលស្ត្រីមួយដែលបក់ដែរហៅខ្ញុំរត់តាមគាត់ហ្នឹងគាត់ទៅបាត់យូរទៅខ្ញុំឃើញភាពស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងទ្វារគប់ក៏របើកខ្ញុំក៏គិតថារត់រួចម្ដាយដល់ពេលខ្ញុំរត់ទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំរត់ចាច់ចេញពីខ្លោងខាងក្រោយរត់ទៅអាគារ B រត់ទៅអាគារ A ហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំរត់ទៅអាគារ A ហ្នឹងឃើញមានមនុស្សដេកនៅលើក្រែហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងថាមនុស្សនោះស្លាប់ឬក៏នៅប៉ុន្តែមានហាក់ដូចជាមានរុយរោមហើយគ្មានកម្រើកគ្រាន់តែពេលខ្ញុំឃើញប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំក៏រត់មកវិញកន្លែងវិញហើយគ្មានគ្នាណាទៀតទេបាទអ
Enfin, vous avez indiqué que sur les 5 enfants, 4 sont sortis avec vous de S21, 2 ont été adoptés en Allemagne, vous-même, et est-ce que vous savez ce qui est devenu du quatrième? ដែលថាពីអ្នកត្រូវបានគេទទួលយកធ្វើកូនខ្ញុំតើអ្នកផ្សេងទៀតគេទៅណាដែរខុសពីនឹងបាទដល់កាលនោះដោយសារគេយកពួកខ្ញុំទៅដាក់កម្មាកំព្រីហើយពួកនោះវាតូចតូចពេកតែពីអ្នកនោះត្រូវបានគេយកទៅដាក់កម្មាកំព្រីសង្គ្រោះធារកយើងនៅចិត្តប៉ែកកាលម៉ែតហើយដល់ឆ្ងាយពីពួកខ្ញុំផងហើយខ្ញុំក៏ចាត់ទុកថាវាដូចជាប្អូនខ្ញុំអញ្ចឹងដោយថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគេចុះក្នុងជីគេថាគេជាប្អូនខ្ញុំ ដល់ពេលថ្ងៃក្រោយមកគេមានពិធីបុណ្យឲ្យមួយគេឲ្យពួកខ្ញុំនឹងជួបគ្នាហើយខ្ញុំសួរទៅអ្នកគ្រូថាចុះប្អូនខ្ញុំនៅណាអត់ឃើញគេថាអូមានគេសុំទៅជាកូនចិញ្ចឹមនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មួយហើយមួយទៀតត្រូវបានជាខ្មែរសុំមិនដឹងជាទៅនៅខាងណាគេថានៅម្ដុំសង្កាត់ទៅមិនជ័យខ្ញុំចេះតែព្យាយាមសួរគេដែរប៉ុន្តែវាទូចពេកវាមិនចាំខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មិនចាំវាហើយខ្ញុំ នៅបែកវារហូតបាត់គ្នារហូតពីអ្នកនឹងបាត់ទៅនៅខ្ញុំតាពីអ្នកបងប្អូនបង្កើតហើយបងប្អូនបង្កើតរបស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នវាជាទឹកអ្នកបើកឡានដែររស់ស៊ីឡានបើកដឹកដីនៅស្រុកគៀនស្វាយហើយឥឡូវនេះគេកំពុងជាប់ការងារគេនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទគេជួលឡានគេទៅបាទ Merci monsieur Chanphal. សូម អរគុណ លោក Norng Chanphal បាទ បាទ សូម គោរព លោក ប្រធាន ខ្ញុំ មាន សំណួរ តែ បន្តិច ទេ សួរ ទៅ កាន់ លោក Norng Chanphal ពាក់ព័ន្ធ នឹង លោក ដែល ក្រោយ លោក ថា លោក ត្រូវ បាន ចាប់ ទៅ ទួល ស្លែង រហូត មក ដល់ តើ លោក ត្រូវ បាន បង្ក ឲ្យ មាន របួស ឬ ក៏ ស្លាក ស្នាម បន្សល់ ទុក ដល់ សប្តាហ៍ ថ្ងៃ ដែរ ឬ ទេ បាទចំពោះរបួសស្នាមនោះវាអត់មានការវាយដំអីទេពួកខ្ញុំនឹងមានតែមានតែកមរមាស់ហើយនឹងដំបៅតូចតូចនឹងខ្លួនដោយសារមូសខំដោយសារអត់អាហារបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទដោយសារពួកខ្ញុំស្លេកស្លាំងបាទប៉ុណ្្នឹងបាទដល់មូសខំច្រើនថ្ងៃច្រើនយប់ពេកបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយសំណួរទៀត តើតងនឹងលោកដែលថាបរិភោគនៅបបរផ្អូមនឹងតើលោកបរិភោគចំនួនប្រមាណដងហើយបរិមាណនឹងប្រហែលប៉ុណ្ណាហើយក្រោយពីបរិភោគនឹងធ្វើឲ្យអាការៈសុខភាពលោកយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទខ្ញុំនៅអត់នៅចាំថាវាអាការៈអត់ម៉េចទេដោយថាខ្ញុំនៅតូចវាអត់ចាំថាខ្ញុំឃ្លាននោះខ្ញុំចេះតែហូបទៅតែដល់វាជូរជូរទៅវាល្វីងដោយថាវា hộp lên bàn với tôi rồi với chú mình tên đó bạn trong lên hộp hai bị pê là buộc trong lên hộp đừng hái bị ọt hà tăng bị ngày đừng màu là hộp tăng ôn khi nhom tăng khi nhom mà từ ta đó là pê là cái miền cái châu tàu nó bàn cái đạm đạm bài khi nhom chín nắng hay khi nhom mình đang thả cái bàn co mà bị na đấy bạn hay cái phơi tia tia nó được hàng cây rung chiếng miền tia cái vài tia mùi thua khi nhom buộc trong hộp bạn đang tập phần đang bạn bạn mùi sầm nua tiết xua tha đẹp con nâng ca hôm nâng ta miên là tực sầm rạp bò lịch hôm đại được thế sầm ọc khôn bà tực nốt nhóm khơi miên tực piên khá lạc bài nâu tì nô miên piên khá lạc là o piên khá lạc bài hay miên tực liên đọ nâu chuộp nâng hay có bàn hôm là tực đã nâu xo lư piên bài bài nâng hay miên rô mần nê đáy bàn rô mần nê tực nó ọt miên chênh ចេញនៅលើមានទឹកនៅបែងពីងបែកបែកនៅខាងហ្នឹងពីងខ្លះបែកបាទចំហៀងនៅសំបាទចំហៀងហើយមានទឹកឲ្យពួកខ្ញុំក៏ហូបទឹកដួសទឹកហ្នឹងឲ្យបងប្អូនហូបហ្នឹងបាទថាប៉ុណ្្នឹងបាទសូមជួយមានមេធាវីណាសូមជួយមេធាវីសូមអរគុណលោកប្រធាននិងបាទមានសំណួរតែពីរសំណួរទេហើយអាចនឹងថែមបន្តិចបើសិនជាពាក់ព័ន្ធបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពលោកប្រធាននិងសូមគោរព លោកស្រីលោកចៅក្រុមអង្គជំនុំជម្រះជាទីគោរពខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកនងចាន់ផលសំណួរខ្ញុំសួរទី1សួរថានៅថ្ងៃដំបូងដែលពួកខ្មែរក្រហមចាប់ម្ដាយលោកព្រមទាំងលោកដឹកឡានទៅដល់យើងហៅថាមន្ទីរស-២១ឬហៅឲ្យស្រួលស្ដាប់ទទួលស្លែងនេះថ្ងៃដំបូងចូលទៅដល់នោះមួយថ្ងៃមួយយប់នោះគេឲ្យបាយឲ្យទឹកលោកនិងម្ដាយលោកហូបដែរឬទេ
bạt khi mà đôi anh nơi chạm thế đôi xa tọ sát năng cái quay mặt đài khi nhom năng nâu khi nhom bắt tụt thọ rụm năng rung tràn bỏi sọ cọt tiền từ còi tiền xuyên sầm năng rung cạn một tọp và bị bay đài năng khi nhom pay pe khi nhom miền bàn chạm rừng vài tật ấy thế bà. Bà xong học cún bạn mấy lúc mấy thứ bị bàn xua lô cùng pì rừng ngay đài còn tọp Việt Nam rồi còn còn tọp để chôn tọp đó chụp lô để hộp bò ôm soi nu chẳng khi em xua tẹt tông rồi biếp nên đã tay mình men thằng ai nó tê chẳng gì thằng muốn thằng ai để còn toab chô rồi đọc dục lục mở nụ ta nâu còn lại nụ rung chiêng nụ kìa ai lục hộp cho ai từ tế bà nhầm đời chám đôi ca khliến vì cho ta khliến bằng ta bài tất cái ao tiếng pel rư có tràn pel ai có ót bàn chạm đài và đăng tạc pel tạc liên đăng tạc liên hay ông bị dùng tia khi nhom nắng à môi ông khi nhom bị dùng tia bài và bò ta là pel nắng bài cái đại hồ bà bị ót dùng tia ót tê và xong bọc cuốn xem nuôi mũi tiết suy thà lục cất thoi cày mình tay từ mới chạm rư mình chạm khi nhom còn suy thà ta lục đài từ sông cất đăng và bò nồng chặt nọ bị trong phao đại tế bà khi nhom ăn đâu chạm đai thế bồ tát khi nhom tăng bị khơi mà kết đai khi nhom kỳ thường chẳng tấu còn nhom tạo sốt là hốt đó là khi nhom khơi mình nuôi cha cha là khi nhom ăn sôi khi nhom ăn hiền tập bài kỳ thế bà khi nhom đâu chạm tập bàn tập năng và xem nuôi trong cõi lúc ban chìm điệp ông sạ và ca cho bà hỏi thả nếu pê đã còn to Việt Nam thì còn to không ai chôn từ dục lục bay lục dục một mình tỷ pẹt nữa nè hai rồi hốt đó lúc từ lâu chìm mũi còn to Việt Nam tiền sốm nuốt khiếm suy chứ ta không pê nữa pê đàn ông chỉ mui con to Việt Nam cái đại dục lục tự thoát ai na đại được tề bà tam khiếm đăng nơi chỉ mui to Việt Nam được ắt miền bàn tân na tề đòi tha to Việt Nam nâng vay kháng này tị đỏ tờ kháng nọ đỏ kháng này nâng bàn lúc ta kéo dẫn đáng quạt bàn lưu đầm đăng thả miền Khmer nơi chú mùi tòa Việt Nam nâng bàn quạt ta xong vì Việt Nam nâng màu bà cả miền ca thọt miền ca ấy miền chôn ca miền cả nạ bà tập phu cho tuốt nạ kịch nơi mà chạm đồ cà lạp cà mà cà phì cà lạp tì bì nâng kì miền ca thọt mèn đòi thọt bộ châm nâu nông cà mà cà phì đê bê nốt của nhóm miền sọc hiệp lo miền khóa áo liệu tẹt tâm trao ai hay bộ châm bàn châu riêng nông bàn thọt mèn bàn chân xong thèm tích chú thả đại sao pe này lúc mình men chỉ chun rung cua chỉ đam mình đang rót vào bên này tê và ta sầm nuôi bọc nhóm con thả đại lúc mình bấm nón đã pịa chỉ đam mình đang rót vào bên này nu lúc chẳng phải đang lúc đang chẳng bàn ở vây bà khi nhom đang pịa mình đang nắng về khi nhom khơi pe về liếc ai về gì pe bàn tra đôi ca về bộ lúc pe khi nhom bà bộ đồ sờ đang đâu làm khè tỏ pe ngày mới khi nhom bàn bạc bà khè hay khi nhom mà lên cửa sa này phòng pin dọc lối dọc cả ở cửa sa hay khi nhom bàn mưa po po làm miên đây thà sa bàn à ca từ tua pe bàn đằng nắng riêng tua sài nắng kề kề chật bật ai hay khi nhom có bàn đằng pe nắng khi nhom có bàn rút từ pe bàn đằng nạ tỏ là pe đã tức khi nhom dứt pe pe đã bàn đằng đà bàn đằng ai khi nhom có bàn xong luôn chỉ châu chỉ xạ xây tới bàn lúc trong bàn ở vậy bà pe là khi nhom đã nắng khi nhom miền trong bàn ở vây cai vì rộng cái thọ anh mà hai khi nhom nâng gặp bốc khi nhom thấy bạn là số máu con lục nông chăn phó hay số máu con lục bạch thiền mà chơi mấy chú ý số máu con lục bạch thiền chỉ phải thăm nên khi nhom xong cột lục bạch thiền nên khi nhom cất tha đam đằng ra bờ về nên cầm nên khang cầm đam đằng ra về nên nâng miền dẹp pe pram nhiệt tì đã nở sẽ sót hay trong buồng niên nhom tớ niên nhom bùng miên sầm nô với để đầm bay sạ sô tơ sạ say non chăn phò ni tế bên tai niên nhom miên sầm nào mũi để sông sna tơ lục bạch thiên và sân chật lục bạch thiên anh nhát niên nhom nâng phước ca sna sông đo lục bạch thiên chứ hình miên sầm nào ấy thế tơ là miên sầm nào anh được từ mẹ cả nữa niên nhom sông sna snau lục bạch thiên tha xong ai khang chân chập chót chui bầm phơi tơ lơ chầm nội mối đại bẹp bòn tơ năng chầm lõi bò hờ sạ say non chân phò đại cọt bàn lược lang tha
miền nơi bên đại quạt ban tự đo lời bận tụng này mình tì xong phơi muối nó quạt ban khơi sạ sập nó lược cài hay bên đại sạ sập nó lược cài nó quạt thả sạ sập nó mình toàn miền cà hàm tề hay chăng niên nhóm của miền chầm ngòn môi tẹt toang tân năng ở chợ nội ní niên nhóm mình đăng thả ta sạ sập muối nằng cứ chỉ sạ sập đài đài tại muối nó không chần nào mà mình nấu tang phẩm bún nè đài lục chân chập chọn nó quạt ban ở sao sông tư ở thạ lơ là bọc quạt đầm bay tục sụ tục sạ xua chầm lòi ca bị lục môn nó quạt ban chlao tới lơ chợ nội nằng hay chăng niên nhóm còn chăng đăng thả ta sạ sập đài lục non chần phò lược láng nó cứ chia mình nấu mình nè nó không chần nào nè tang phẩm bún năng đài nè tăng phẩm bốn nè năng đai rửa tê rồi chen xong ở nên nhắm xong sna ở lục bát thiên đập sna xong đo lục bát thiên đập bay ở chân chập chát chui bầm phơi từ lưỡi cạn này nè xong ở cồn nông chăn phó là lục an tha ban khơi sạ sọp mùi về đời lục rụt đời rộng mà đài hay tha lục ban chơi bị chạy chập bắp mánh tha nơi ở kia nơi ở kia á hay sầm núa xua xa ta xạ sọc đầy lực kế đầy nơi chọc nó đầy lục mơ khơi núng nơi chọn cáo mà đưa con nơi chọn tì muối đưa chọn tì bí bát khiêm phong chùm điệp tha bê là khiêm rốt mà rộng bạn ai khiêm nắng rốt chè rốt rốt khiêm xài rộng mai chẳng hay chát mình lưu xâm lên tọp mà bình dân ngay khi một tất đo nóng với khơi cái lấy thứ khơi mà nụ bỏ nóng đang mà nụ bỏ nóng sấy để này lực kề nặng hay miền rùi rùm dân hay ở miền hà mày chẳng được nâu được thọt được cái bị ở trong đằng chẳng nghe lục dây hơi nhưng chẳng đằng tha sọp này nơi lực kề để lục mưa khơi nhúng nơi chọn tọt đấy mà này thà khăn cầm tọt đấy rồi còn nơi chọn tì muối rồi còn chọn tì pì vì bộ lục ban này gì hỏi về miền lẻ nè mình sẽ bật lo lục tha lục rốt nưng cứ rốt từ đầu nưng mình bàn là ứng lựa kia tì cứ rốt nưng đầy những việc chọn nưng tha sọc nưng đại tha lục ở từ mưa khơi nưng cứ nơi chọn to đấy rồi còn lựa chọn thì muối rồi còn chọn thì bì này ở kia à bà khiêm nói chạm bàn khiêm là bây giờ khiêm rốt tao nó cũng đầy chuẩn nó cứ chuẩn thì bà tạm dừng bà cho bó cái thao ở ổn mày kiến chuẩn nó đầy nó đưa toàn kỳ rộp thì chuẩn thì mùi đi cho là mà chuẩn thì bà kỳ rộp chuẩn thì mùi hay khiêm khinh vật tục nó về trong hò thuyền hay khiêm mơ tao khơi mà nó bỏ nó đầy hạ bà hà lần chia bà ta mơ tao chia chấm nạ bà hà chia bốc khiêm đàm đắng hạ bà hà bàn đắng hay khiêm mơ tao nó hạ mấy đôi chia mà lúc pro nó để những ở toàn sập thì mưa khơi nó đôi đầu bàn tay miền cầm ra cái bàn miền rồi rùm bạn nó chọn chọn đây nó bạn và tục tì mùi nè mong chấm rồi sầm cả chấm ngon là cả sầm nuôi rồi bà mấy giờ vì ở mình mình cứ tục là tập hiệp chun chuẩn chập trao để nâng ai vừa cả cắt thông có chấm vua chấm lời rồi bỏ hờ xạ xây rụng nít để bàn chất lời mình để lấy đọc vì mong xâm rạ hơi ông nhìn đẹp và ca xâm rạ một phê nít tì hồ đòn mong bấy đọc nít tí cho vĩnh hay đầm nào cá xạ nằm nào cá bằng to hay vì nó cứ chiến cho đầm nào cá này cả cắt thông quán lưu chấm lời xạ khay cam rồi bỏ xạ xây rụng nít rồi bỏ chuẩn chập trao chẳng cứ ai bẻ pon nâng sa chủng ngoa là bao nhiêu vì cả chiết cầm mùi để bàn lực làng phong đài một tay từ là cá tầm rộp tầm vuông là rộp cái này ơi lục nồng chẳng phá bàn tầm rạ xong rùng